Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên là Matthew Long. Hello chào các bạn, mình tên là Smur. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thế Nhân Vô Cuộc Sống Châu Phi. Thì ngày hôm qua là triển khai thu hoạch ngô đấy các bạn. Thì ngày hôm nay là người dân là mình nói với người dân là ngày hôm nay là cuộc cọ để tận dụng cái này có thể là ấy mọi người, có thể là như mô hình trồng lúa của chú lính Philip ấy. Đấy, đất ở bên này cũng tương đối bằng phẳng và đất cũng đẹp. Nên là mình đang cho tiến hành làm cỏ đã, làm cỏ sạch xong rồi sau đó thì muốn làm gì cũng được các bạn. Tudu phala chào các bạn ấy. Fosa chào các bạn. Ta vâng, dạ. Bé đâu? Cũng mày, tôi bên. Tôi bên. Sao đây? Sao đây tem? À, ok. Tôi phê liu. Dạ, tôi bên. Ok. Ok. Hello chào các bạn ấy. Chào các bạn. Mình tên là gì? Cháu tên là lôi con. Cháu các bạn, cháu tên là lôi con. Cháu các bạn tên là cháu chứ? Cháu là tên lôi con. Ok. Ok các bạn thì thấy là mọi người đang làm rất là khẩn trương các bạn ạ. Đấy. Aki capina te aki. Capina te aki, ya? Es not terra memo. Ate memo aki. Thì cái khu vực này đất rất là bằng phẳng ấy mọi người. Thì mình đang xem xét đây nếu mà dẫn được nước ở cái mương phía trên này các bạn. Theo như bác trưởng bản nói thì là có một cái mương chảy ở phía trên này, chảy về cái ruộng ngô này. Thì mình đang chưa có thời gian để mà sắp xếp cùng bác đi khảo sát cái mương đấy. Nghĩa là cái mương đấy thì ngày xưa là các cụ đây trước của bản này cũng đã làm rồi, nhưng mà để lâu quá rồi thì lá khô rồi cây cỏ nó mọc ấy, nó cái thành ra cái mương đấy bỏ hoang lâu rồi. Thì bây giờ là mình phải cùng bác trưởng thôn đi khảo sát đó. Khảo sát thì nếu mà nó triển vọng á thì sẽ dẫn mương nước về ở trên của cái thửa nông trại này, của cái nông trại số 1 này. Sau đó thì cái khu vực đất này có thể làm ruộng lúa thì tuyệt vời luôn, vừa bằng phẳng vừa rộng rãi. Bé đâu? À cái vả là vai sẽ gặp mấy mùa ấy lái xim mà. Sì vai sẽ gặp. Anh tiệt água é como? Anh tiệt tinha mesmo água. Esse tempo que não tinha chuva, sim. Que tava também com a falha de água. Ah sim. Mas agora sim com essa chuva vai chegar. Não, tipo tempo secar, vai ter água não? Sim, até agosto vamos ter água. Até agosto? Sim, até agosto, setembro. Ah, sim. Já, vamos lutar só setembro para frente. Ah, sim. Sim. Thì bác trưởng thôn nói là cái mương đấy khoảng tầm đến tháng 8, tháng 9 các bạn là vẫn còn nước các bạn. Mà bây giờ mới là tháng 4, nếu mà làm nhanh thì tháng 5, tháng 6, tháng 7, 3 tháng, lúa mà nhanh thì khoảng 3 tháng. Đấy. Vậy giờ về mình muốn phát triển ra nó yên mong lý phí lịp nế. Sì. À rồi lại bùi bùa nế. Tên à rồi bùa. Theo về ese terreno parece conseguir de fazer arroz não. Sì. Có água, água tá vindo vala. Água vamos conseguir. Porque esse não desce muito, não cai muito. Sì. É. Aí parece tá bom mesmo. Aí tá. Sì. Terra aí tá meio boa. Aí boa. É. Đấy, mình đang bàn với bác ấy các bạn. Đấy, thì trước mắt là hỏi cái mương nước, điều quan trọng nhất là nước ấy các bạn. Thì bác bảo là khả năng là được. Thì ngày hôm nay thì mình cố gắng là cùng mọi người là cuộc được đến đâu hay đến đó. Thì chất đất đấy rất là tốt đấy các bạn. Ở đấy mà làm lúa được thì tuyệt vời. Đất tương đối bằng phẳng ấy. Bởi là mọi người cũng thấy này, đất đấy giống như là nó không bị sọt đất nữa. Những khu vực khác thì đất nó sọt, cây cối nó mọc được. Nhưng ở đấy thì đất nó không sọt nữa. Đấy. Ok các bạn, thì bây giờ muộn rồi các bạn. Thì với lại thời tiết trời nắng nữa. Nên là mình bảo mọi người nghỉ để làm ăn cơm trưa. Đấy. Từ sáng giờ là cuộc lên tầng tỉ tờ đến kia rồi. Vào đi can sang. Đấy, đang bảo mọi người về nghỉ thôi. Thời tiết nắng này mệt lắm. Thì ngày mai sẽ tiếp tục tiến hành cuộc xây cỏ bên kia. Rồi tương lai thì cái thửa đất này thì cũng đang dự định làm lúa mà không biết thế nào. Thì điều cơ bản nhất là phải dẫn được nước về ở phía mương phía trên này các bạn. Chứ dùng máy bơm mà bơm nước lên để mà làm lúa thì nó là một cả vấn đề.
Ok các bạn, đây là củ đậu mình trồng nha các bạn. Thì nói chung là lần đầu tiên mình tiếp xúc với củ đậu và trồng củ đậu nên là cái kinh nghiệm nó chưa có lắm. Đấy, nên là củ giống như bánh xé thôi các bạn ạ. Đấy. Nhưng cũng tương đối đẹp. Như này là cũng được rồi. Thì rút kinh nghiệm là lần sau thì trồng nó hơi nóng hơn. Đấy, thì cái hôm nay là mình thu hoạch một ít đấy để cho mọi người cùng thưởng thức, bởi là sáng dậy đến giờ là làm cuộc cỏ á. Nên là cũng rất là mệt. Cái này là Mativadu đã ăn ở nhà đây các bạn. Cái này thì rất là nhiều ở trang trại của Quang Linh này, trang trại của Paulu này. Đấy, tại đa số là trang trại nào cũng có các bạn. Còn ở ngoài này thì có củ đậu nhiều lắm. Củ đậu nhiều nhỉ? Và ngon nhỉ? Ở trang trại chú Linh, ở trang trại chú Đông, trang trại chú Lưu Philip. Ừ, trang trại Alex có. Chú Dùng á? Chú Dùng có. Ừ, trang trại Bắc Nhân có. Có. Cái này có phải trang trại của Bắc Nhân không? Cái này là trang trại của Bắc. Đa 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 qua cô giảm tên lắm. Ok các bạn, thì mình hôm nay có thu hoạch được một ít củ đậu các bạn. Đấy, bây giờ là làm sạch sẽ rồi. Đấy, cắt ra rồi tách vỏ đồ các kiểu rồi. Bây giờ là mời mọi người ăn. Quay. Prova. Come. Che come come. Ping. Te amedu. Caufi. Cara pessoa pega. Ta pepa no. Como? Ta pepa. Ngon nhỉ? Ngon hè nhỉ? Ừ. Ok. Ôi. À. Yeah. Cái cuối à? Cái cuối mẹ bên lót giang cả. Sau lúc buổi làm việc vất vả các bạn. Đấy, bây giờ lại bùi lượng nước mà vừa làm việc bị mất ấy, bị hao hụt á, bây giờ là ăn cái củ đậu giống như là nó bù nước ấy các bạn. Phải là mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Ok. Yeah. Mời các bạn ăn nha. Ngon? Ngon không? Ok các bạn, thì bây giờ cũng muốn rồi. Thì sẽ tiến hành chia ngô các bạn. Thì hôm nay mình đã chuẩn bị cân đó, để là chia cho các em cho đồng đều. Với lại những thành viên mới thì gọi là chia cho một ít để mà gọi là động viên tinh thần thôi. Để cho mọi người trong thời gian tới này hăng say trong công việc hơn. Ok, Natamaka. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ cân qua một lượt các bạn. Sau đó thì sẽ chia cho con số đây là một người sẽ nhận về bao nhiêu kilo các bạn. Tudo para saber o que no balança. Depois vamos total quanto? 52. Mete lá, tudo. Não tem problema. Hôm nay thì mình chia bằng cân luôn các bạn để cho có sự một cái sự gọi là công bằng. Cộng đồng Phan Tâm Châu Phi thì cũng rất là mong muốn là có một sự công bằng, thì mình sẽ thực hiện là bằng cân, sử dụng bằng cân để cho có xóa khỏi cái có sự nghi kỳ các bạn. Dạ con tin luôn chăng ạ? À, xin quan tâm. Cái này thì nói chung là ngô thì mình bóc hết các bạn. Đấy, này, bóc hết đây. Đấy, bóc hết như thế này hết đây. Đấy, nên là cái trọng lượng là cái này gọi là trọng lượng thực ấy các bạn. Hôm nay là phần chia cái sản lượng là thu hoạch vừa rồi nên là rất là đông. Thì thành viên cũ, xin quan ta xét đi. Thành viên cũ và thành viên mới. Đấy, thành viên cũ thì chủ yếu là nhận về phần lớn, còn thành viên mới thì mình sẽ chia một ít thôi. Chia một ít gọi là khuyến khích. Ok các bạn, này, ngô này là có thể để rộng được các bạn này. Đấy, bắp này rất là cứng và hạt rất là đều. Đấy, cái này thì mình có cắt ra khoảng tầm một tà ấy, một tà là để rộng các bạn. Cái mùa vụ tới đấy thì nhiều lúc là mua hạt rộng kiểu nó khi có khi không các bạn. Đấy, chỉ bằng là mình chủ động được.
Bây giờ mình sẽ cộng tổng đấy được bao nhiêu trọng lượng được bao nhiêu các bạn ạ? Ok các bạn, ngày hôm nay thì mình cộng tổng toàn bộ ở đấy, ngô ở đấy là được gần 2 tấn rưỡi các bạn. Thì trong cái hà số hơn 2 tấn tư ngô này thì mình sẽ chia cho trước mắt là bác trưởng thôn cũng như đội nông nghiệp. Còn lại sau đó thì sẽ là một phần chia cho em Matiloi này, em Antonio này, với là em Simao. Còn lại thì cũng sẽ có chia phần cho bo của bác trưởng bản nữa các bạn. Bởi là bác trưởng bản cũng hỗ trợ cái sức kéo của bo á, nên là mình sẽ chia phần đấy. Với lại là dành một ít ra để chia cho người già neo đơn. Trong đó thì mình cũng để khoảng tầm mấy chục ký là hơn một bao này, là cái ngô để mà để giống các bạn, để mà chuẩn bị cái giống đầu mùa sau ấy. Nếu mà người dân làm tốt thì mình sẽ lấy cái giống này chia cho mọi người, để mọi người là có chủ động cái giống để mà làm. Cái giống này là giống tuyển chọn thôi đấy, bác trưởng thôn và mọi người đã chọn thôi. Dạ, cái lý là sao đôi quá dễ đôi sao cũng cement nó qua đà la. Dạ, tipo quando suva batere ainda não consegui comprar cimento então pode semear já assim já tem. Ok, vamos fazer já. Thì trước mắt mình sẽ chia cho mỗi thành viên là 50 ký đã các bạn ạ, 50 ký đã. Rồi sau đó thì chia lần hai là chia thêm là kiểu là ai làm tốt thì có phần thêm phần. Rồi sau đó thì con dối lại thì là chia cho những cái thành viên mới tham gia, gọi là đồng viên thôi. Thì thành viên mới thì mình vừa tham chia một ít để đồng viên tinh thần làm việc, để mà nhận thấy ghi ra kết quả. Cứ lao động tốt thì cuối mùa sẽ có một cái lượng nông sản nhất định để mà thu về lương thực các bạn. Dạ tá bom. Começa aí, Simão. Pai da Pai Jorge. Primeiro cada pessoa 50 kg. Primeiro é Pai da Pai Paulo. Assim. 45. Leva aquele bacia, mete aqui mais 5 kg. Esse bacia. Não, 5 kg só. 5. Tira só, mete 5. Diminui, pai. Diminui. Pode me turar, né, pai? Sim, pode. Depois eu recolher bem na casa. Tá bem, aqui 50 quilos. Esse pai é Adão. O quê? Como, pai? Ah, tá sentindo bem? Tá sentindo bem, tô alegre, muito mesmo. Ok. Đây, cả cái ông ở đang chơi bên đây để nhận phân, gọi là cái phân của mình các bạn. Tá bom, ok. Esse é Vani, á? Ô, tá chora? Đấy, mình phải là người đứng ra chia các bạn, bởi ở trong này thì không có một chút quyền lợi nào để cho mình cả, nên là mình là người đứng giữa trung gian, mình chia để cho ai cũng đồng đều cả. Rồi khỏi là phải người này bảo là thiên vị hay là gì đấy, nên là mình đứng ra là tốt nhất đấy, bởi là mình cùng với bác trưởng thôn cũng như các em là hàng ngày làm ở trên kia, nên là ai làm nhiều làm ít như thế nào mình nắm con số được cả. Agora domingo, 50 quilos. Ah, como? Vani, pai. Sim. Tudo. Mas não fazer assim, tá bom? Sim. Tá bom não? Tá. Porque eu, companhia daqui, conhece quem trabalha bem, quem mais ou menos, tá vendo? Sim. Ah, mas tudo tá trabalhar, tem que receber. Sim. Quem trabalha mais, recebe mais. Quem trabalha mais ou menos, também mais ou menos. Não é? Sim. Não pode ir igual.
Domingo ra? Dạ. Ok, agora Gabi. Cái ngố này thì mọi người là cùng thông cảm là mọi người đổ rửa. Rồi sau này khi mà ra ở chiều quán liên bột của mình thì mọi người sẽ bóc may các bạn đến là cái vấn đề sạch với bẩn là cái vấn đề bẩn là không vấn đề gì cả. Ra đó con ngấm qua nước nữa mà. Đấy, đấy mình chia hết. Em xin mau cũng có. Và một phần cho bo, mấy con bo kéo cây của bác trưởng thôn các bạn. Làm cung, để chia cung, ai cũng có cả. Bo cũng có, ngươi cũng có. Có gì có. Tạ bông, dạ, dạ, xe cả. Ok, em mà tin lỗi. Đã bố xin mau. Agora Cristina, se lembra? Ah, ok. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Tá bom. Ok, já até a... Simão já? Não, saco de vaca. Vaca ia fazer 40 quilos, seu pai. Já? Assim dá pra mim? Já. Esse não, esse muito. Tá bem? Aumenta mais um pouco. Aumenta um pouco. Assim dá pra mim, pai. Tá bom. Já separou no vaca, já? Sim. Também ajuda muito, não é? Sim. Ou não é? Sim. Já, então, já, ok. Agora aqui tem Nomine, Pai Paulo, depois Vanine, Domingune, Gabine, Dadene, Vita, Mana Cristina, Arão, Elia, Mangushi, Inha com Cavito, Tatovito, Mana Guida, Fanny, Nivinha. Esse cara pessoal tem nome aí de segunda vez, recebe mais 40 quilos. Vai fazer agora, fazer cada 40 quilos ainda. Não, calma. Tá bem, mete agora 40, já? Não. Vou fazer 35. Ok các bạn, thì bây giờ kia cũng đã gần 6 rồi mọi người. Thì mỗi người là như vậy là bác trưởng thôn là người là nhận về cái số lượng ngô là gọi là nhất. Vì bác có góp công của đàn bò nữa. Nên là bác đợt này thu về khoảng 3 tải ngô các bạn ạ. Đấy, còn lại là cứ 2 tải hoặc hơn 2 tải các bạn. Đấy, bây giờ là mọi người đang khoản sửa để đem về như muộn rồi. Thì mình cũng để lại một ít gọi là ngô giống này, với lại là cho các người già neo đơn nữa, là mình đã cất ở trong nhà kho rồi. Bây giờ muộn rồi nên ngày mai thì mình sẽ đưa cái đó đến cho các cụ. Có mù tu du ta bông? Recebe muito milho, né? Thu hoạch về được rất là nhiều ngô, ai cũng phấn khởi các bạn. 60. Hả? 60. Ok. Mình cũng rất là vui mừng các bạn ạ. Đấy, những thành viên cũ, thành viên mới cũng có phần, nghĩa là ai đã làm thì đều có phần cả. Nhưng mà thành viên mới thì gọi là một phần để khuyến khích thôi, khuyến khích lao động thôi. Thế mình cũng dặn mọi người là cái mùa vụ tới đây, thời gian tới đây,
thì phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi là có làm thì mới có thành quả để mà chữa, còn không làm người này dùi người kia, nhún nhường với người kia, không không chuyên năng trong công việc thì là sẽ nhận về được rất ít thì thành quả thu được rất là ít thì sẽ nhận về được rất là ít. Ok các bạn, thì nội dung video ngày hôm nay mình cũng xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để nhận vào Cuộc Sống Châu Phi, để anh em mình có thêm động lực giúp đỡ người dân nhiều hơn nữa. Đấy, đi thành quả là đây mọi người. Đây Antonio phim mà ấy, phim mà mi lưỡi. Đây mọi người, cho mọi người thấy cái thành quả đấy. Ngô, ở đây là mình bóc hết rồi, lấy gì làm ngô nữa thôi. Đấy, mỗi em là từ một hai tải, người thì hai tải, người thì ba tải. Đấy, bây giờ là tập trung một. Cái số lượng ban đầu thì có mười mấy, 20 em trong đội nông nghiệp thôi. Đấy là những cái thành viên chủ đạo càn cột, cột càn đấy. Đấy, nhưng mà ai cũng rất là vui cả. Ok các bạn, thôi để thôi thì chào các bạn nhá. Tôi đúng là chào các bạn nhá. Chào các bạn. Hola, cảm ơn Việt Nam nhá. Con xin ghi nào. Cảm ơn Việt Nam.